Thưa quý vị, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là một trong những phong trào thi đua lớn của ngành giáo dục đã phát động trong những năm qua. Tại Đồng Nai, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã triển khai phong trào này mang lại hiệu quả cao. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Một giờ học môn ngữ văn của lớp 62 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Các nhóm học sinh báo cáo thành quả để được giáo viên giao nhiệm vụ trước đó có tên gọi là dự án thiên nhiên tươi đẹp. Với phương pháp dạy học theo dự án này, học sinh không chỉ chủ động khám phá, phát hiện kiến thức của môn ngữ văn mà còn được tích hợp lĩnh hội kiến thức các lĩnh vực khác như khoa học tự nhiên, công nghệ. Qua đó giúp các em nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Dự án lần này rất là ý nghĩa với con, tại vì con đã học được rất nhiều điều từ những cái tác hại của con người đối với thiên nhiên và môi trường xung quanh, cũng như là con học được cách để mà mình có thể bảo vệ môi trường. Chỉ là một việc nhỏ thôi nhưng mà con cũng cảm thấy nó rất là ý nghĩa với cuộc sống của con. Khi được tiếp cận phương pháp dạy học theo dự án này thì học sinh được trải nghiệm một góc nhìn mới về môn học của mình, với sự tiếp thu rất nhiều những môn học khác nhau và vận dụng rất nhiều môn học khác nhau vào trong quá trình tìm hiểu bài. Và khi các em thực hiện học theo dự án, các em sẽ có một kiến thức tốt hơn, cũng như là có một sự đam mê nhiều hơn với môn học của mình. Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, nhà trường còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Nổi bật là những chương trình như Leader in Me, mỗi người là một nhà lãnh đạo, được triển khai xuyên suốt từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Qua đó các em học sinh được trang bị các kỹ năng cần thiết cho bản thân phù hợp với lứa tuổi. Và nhà trường có các cái chương trình kỹ năng sống riêng biệt, cũng như cái chương trình The Leader in Me, tức là 7 thói quen hiệu quả, để giúp cho học sinh phát huy những cái điểm tích cực, sống chủ động và tự học, phát huy các cái kỹ năng đọc sách. Còn về cái giáo dục thể chất thì nhà trường luôn luôn tạo mọi điều kiện, tạo sân chơi cho học sinh thông qua các bộ môn giáo dục thể chất như là bóng đá, bóng rổ, rồi bơi lội, rồi các môn võ thuật. Nhờ những hiệu quả cụ thể mang lại, có thể nói việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực không dừng lại ở tính phong trào mà đã trở thành chương trình thường xuyên được các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai. Tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng trường, phong trào được thực hiện thông qua nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực. Đây cũng được xem là một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá công nhận trường chuẩn quốc gia mang lại cho học sinh môi trường học tập sáng tạo, thân thiện và an toàn.